Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính năng định vị xe trên màn hình Android ZTAC, các dòng ZTAC luôn ha. Thì ví dụ như đây là một cái chiếc Z800 Pro mà bên Nike đã lắp đặt hoàn thiện và cài đặt cho khách hàng xong, thì mình sẽ định vị được cái xe hiện tại đang ở đây, 389 An Dương Vương ha. An Dương Vương, đường An Dương Vương giao với đường số 26 đó, đường An Dương Vương giao với đường số 26 đó. Tấm đỏ là mọi người, đường An Dương Vương ha. Thì cái tính năng định vị này sử dụng rất là đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta cài đặt hoàn thiện xong rồi á, thì muốn xem xe nó ở đâu thì chúng ta tập vào ứng dụng của nó thôi. Ứng dụng nó thì đây, ứng dụng sau khi cài đặt điện thoại thì đây là hiện ra thôi. Nếu mình muốn xem xe đi ở đâu thì bấm vào lịch sử đó. Lịch sử ở đây thì từ 4:35 ha, 34 phút ngày 4 tháng 8 thì nó đậu ở đây 389. Thực ra bên mình là 389 An Dương Vương, nhưng mà nó định vị được là 385 ha. Thì nó chụp vài 2 căn thì cũng không có vấn đề gì hết mọi người ha. Đó, và mình muốn xem nó hiện tại, tiếng hiện tại thì mình cứ vào nó thôi, xem vị trí hiện tại ở đâu.